Xin kính chào quý vị, đại lý tôi Sài Gòn TV và Chí Đức hân hạnh trở lại phần thứ 3 của chương trình tử vi số mệnh hàng tuần ngày thứ 6 từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về thay đổi vận mạng, cải số hay là cải số. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi xin trình bày sơ tí xíu là chương trình tử vi số mệnh của chúng tôi là một chương trình mà Chí Đức tôi đây muốn chia sẻ với quý vị những cái kiến thức cũng như là tâm sự bàn bạc hay là những cái cố vấn về cái cuộc sống, của sinh hoạt, cuộc đời của mình. Chương trình này nó khác với những chương trình khác là chúng ta không có sẵn soạn giáo án trước, cũng như chúng ta không có sẵn bài bản trước hay là nói thêm máy. Đây nó tùy là cái từ tâm tư mà nó diễn theo cái chủ đề mà nói mà thôi. Thỉnh thoảng tôi ghi là những cái nốt cần phải ghi chú để mà nói sợ quên mà thôi. Đó là cái diễn tiến của chương trình là như vậy. Và kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay nói về cái thay đổi vận mệnh và cuộc đời của con người ta rõ ràng là có thể thay đổi vận mệnh được, và chính xác là sẽ thay đổi được vận mệnh được. Nhưng mà để dễ thay đổi vận mệnh thì chúng ta phải biết chính mình là cái gì đã. Chính mình là cái gì đã, cái gì mình có, cái gì hay, mình có cái gì dở, mình có gì xấu, mình có gì tốt. Ví dụ như người thầy nói rằng lá số của mình nó có đào hoa cơ mệnh, mà ở trong cái cung thiên di của mình đó mà lại có những cái sao rêu y rồi không kiếp rồi hình sát vân vân, thì đó là những cái dấu hiệu cho biết rằng là cái người đó cả một đời của mình nó sẽ vướng mắc rất là nhiều những cái cạm bẫy, những cái đau khổ, những cái tự mình gây ra về cái đường tình dục, cái đường quen biết, về cái sự vợ chồng vân vân. Thì là người ta báo trước như thế, thì người đó khi mà nghe người thầy nói như thế thì người ta rất giật mình, sợ hãi. Nhưng mà kính thưa quý vị, số của mình thì đã được xác định khi trước khi mình sinh ra đời. Thành tự ra là mình không thể nào trách ai, mình cũng không thể nào mà cảm ơn ai được. Đó là một cái lẽ tự nhiên của trời đất, của âm dương ngũ hành mà xếp vào. Nhưng mà khi chúng ta biết được cái hay của chúng ta thì chúng ta sẽ phát triển. Nhưng mà khi chúng ta biết được cái dở của chúng ta thì chúng ta phải kiểm soát, control nó, kiểm soát cho nó và giới hạn nó đến mức tối đa để chúng ta qua những cái khó khăn và đạt được những cái điều tốt đẹp của mình như vậy. Thay đổi vận mạng thì ở đây tôi nói ngoài đề tí xíu là quý vị ngày xưa chúng ta đã xem những cái đọc truyền về như là Thần Điêu Đại Hiệp đó, thì chúng ta có nghe nói về cái nhân vật Tạ Tốn. Tạ Tốn là Kim Mao Sư Vương đó, người ta nói về cái tiếng sư tử hống của ông đó, khi mà ông nổi giận lên đó, ông hét cái tiếng của ông đó, có thể làm cho đối phương mà bủn rủn tay chân mà ngã xuống. Nhưng ở đây tôi muốn nói rằng là cái sự thay đổi của ông Tạ Tốn là gì? Ông là người vô cùng giỏi võ công, kể cả người con nuôi của ông là Vô Kỵ đó thì cũng rất là giỏi võ công, nhưng mà tưởng rằng là trên thế gian này không có ai hạ nổi mình hết, cho nên ông đi tới đâu là ông tàn sát tới đó. Những người nào mà chế nhạo khinh bỉ ông thì ông sẽ tàn sát giết chết rất là nhiều người, tội ác rất là đầy. Thế nhưng cuối đời của ông thì gần cuối đời của ông thì ông bị bốn cái vị đại đức, đại đức hòa thượng nó dùng cái án ma pháp đó, người ta ngồi ở bốn cái cây trụ đất nước gió lửa, sau đó người ta bắt ông được và xích ông trong cái khung hình vuông đó, thì cuối cùng là ông bị nhốt xuống dưới cái hầm tối. Sau khi mà đánh cái trận đó thì ông bị thua, và sau đó thì con của ông là Trương Vô Kỵ đã đến để mà cứu cha, nhưng mà cũng không qua được cái đất nước gió lửa, là cái bốn nguyên tố của trời đất của Phật xuống để mà khóa ông lại đó. Thì trong cái nỗi mà thất vọng nhất ấy, thì ông đã kêu gào lên, ông rống lên và ông đã đọc kinh Dược Sư. Trong đọc kinh Dược Sư thì ông được giác ngộ được cái khí lực của trong người ông, và sau đó như quý vị biết, quý vị đọc truyện cũng đã hiểu rồi, là sau đó là ông sẵn sàng ông quỳ trước giữa chợ để cho tất cả mọi người phỉ nhổ ông và chửi ông và hành hạ ông, hoặc là giết ông chết đi để ông xin đền trả cái kiếm nợ ông. Đây là một hình thức của cái người mà sửa được cái tâm của mình, sửa được cái tính của mình để mà hoàn thiện lại. Và cuối đời của ông là cái người ông đã đi theo cái bốn vị hòa thượng đó để mà đi tu. Đó là cái hình thức chúng ta thấy rằng là con người ta dù gian ác, dù là đồ tể hạ dao xuống mà quyết tâm thay đổi cuộc đời số mệnh mình, nhất định người đó sẽ thay đổi được. Nhưng mà số lượng thì rất là ít, nhưng mà tuy rằng cái quan trọng là chúng ta có chịu thay đổi chưa, chúng ta có quyền để mà thay đổi cuộc đời của mình chưa, ví dụ như vậy. Hoặc là chúng ta nói về cái Đạt Ma Tổ Sư, có cái người truyền thừa kế tiếp đó là ông Thần Hầu, tức là
Đạt Ma thì 9 năm ngồi bích tường diện, tức là chỉ đối mặt vô mà không trả lời, nhưng mà có một người cầu đạo đó thì vì đó đã ngồi ở ngoài trời hơn 2 tuần lễ, có người nói là tới 1 tháng, thế nhưng mà đứng ở ngoài sương tuyết xin cầu đạo mà Đạt Ma là không trả lời. Đó là một người kiếm sĩ đã từng giết rất là nhiều tội lỗi và đầy cái sứ mạng mình, nhưng mà người đó đã chặt một cánh tay đứt để mà cho ông Đạt Ma chú ý. Thì sau đó thì những cái lời nói về chuyển tâm đó thì cuối cùng người đó cũng đạt được cái quả đạo của mình, Bồ Tát. Rồi chúng ta thấy rằng dù là cái con người chúng ta có tội ác có gì, nhưng nếu chúng ta quyết tâm thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi được vận mệnh và số mệnh của mình. Còn nhỏ nhất là quan trọng nhất là lúc những ở tuổi nhỏ đó, chúng ta sửa, chúng ta tu có là sửa sửa đi hàng ngày, sửa từng đức tính một, sửa từng cái tính tình một, sửa từng cái thói quen một, cho đến khi chúng ta chết. Và quan trọng nhất là tuổi còn nhỏ mà sửa sớm thì như vậy chúng ta đỡ phạm những cái gì xa xôi hơn. Đó là cái điều quan trọng, là biết số để mà sửa số mệnh, đó là như vậy. Tôi sẽ vét vào phần dẫn giải lá số tử vi. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh của người kế tiếp ạ. Hello. Dạ vâng, xin đọc năm tháng ngày giờ sanh ạ. Ok, sanh vào ngày 7 tháng 9 1987, người nam, vào lúc 9 giờ 30 sáng. 9 giờ 30 sáng, thì xin biết người này sanh 1987, sanh ở Việt Nam hay sanh ở Mỹ ạ? À? Sanh ở Việt Nam ạ. À? 9 giờ 30 sáng, 9 giờ 30 sáng người này sẽ sanh. 30 sáng, và... vâng. Vâng, xin... Bạn xin hỏi về là cái công danh, mà cái sự nghiệp cũng như là về vấn đề gia đình. Và ở đây là tôi hỏi cho bạn cái con trai tôi á. Được. Tôi xin lập lại, người nam sinh vào ngày 7 tháng 9 năm 1987, sinh vào 9 giờ 30 sáng là giờ Tỵ. Người này có 9 giờ 30 sáng. Người này có mệnh số như sau, ông lắng nghe. Đây là một người tôi gọi là cái có mệnh cự cơ, mà thân của người này đó thì lại đóng ở trong cái âm dương ngũ hóa lộc. Đây chứng tỏ là một người phải nói rằng là tính tình của người này đó thì phải nói rằng là rất là khó chịu. Tính tình rất là khó chịu, nhưng mà người giỏi tài và chịu khó, chịu thoát vác để làm tạo cái cơ nghiệp của mình, có cơ sở để mà tạo thành cái công việc của mình, đại sự của mình. Nhưng mà người này đã bỏ qua rất nhiều cái cơ hội để mà trở thành những cái quan trọng yếu trong đời mình rồi. Cuối cùng người này là quyết định chọn lấy những công việc mà đi giúp người ta thôi, những việc rất là bình thường, mặc dù người rất là giỏi, người rất có khả năng, người tốt, nhưng mà tính tình rất khó chịu. Và khi mà quyết định một việc gì, nhất là về tiền bạc, thì người này là không có quả quyết, không có cương quyết, có tính tới tính lui được. Cũng chính vì thế mà mình sẽ đi lạc đường của mình. Và người này thì phải nói rằng là sống trong cái sự đời sống thì hiền lương, nhưng mà cuộc sống đầy sóng gió, trong gai chân chuyên, chứ không được nhẹ nhàng như người khác đâu. Cuối đời người này thì cũng gặp nhiều trong gai lắm. Người này cần phải được mổ xẻ lá số tử vi, giải thích sở trường sở đoản thì có cuộc sống dễ dàng thành công hơn. Đây là một lá số rất là khó mà cuộc để mà sống. Chúc may mắn. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Ok, dạ cảm ơn thầy. Dạ không có gì ạ. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Dạ chào thầy. Tôi là nam thầy. Tôi dạ, sinh vâng. Ngày 5 tháng 7 năm 1952. Tôi sinh vào lúc 10 giờ 30 sáng. Ngày 5 tháng 7 năm 1952 và 10 giờ 30 sáng phải không ạ? Dạ, cảm ơn thầy, đúng rồi thầy. 10 giờ 30 sáng, như thế là ông sẽ sinh vào giờ Tỵ nhé. Tôi xin lập lại, người nam sinh vào ngày 5 tháng 7 năm 1952, 10 giờ 30 sáng. 30 sáng, ông này sẽ sinh vào giờ Tỵ nhé. Đây là mệnh số cuộc đời đây không? Dạ, cảm ơn thầy. Không có gì. Đây là số mệnh cuộc đời của ông đây. Ông lắng nghe tôi nói nè. Ông thứ nhất là một người tôi gọi là một người tôi gọi là tôi gọi là vũ tham, cư mệnh ngồi hoắc kỵ thiên hình đấy nha. Mệnh có là có cái sao quả tú nữa, là đời của mình á, là làm việc gì á, mọi thứ nó đều cay đắng, trong gai, khó khăn lắm, mà bản thân của mình không có được vui, bởi vì ông là có thiên hình ngồi hoắc kỵ phá toái đó, tức là mình là cái người như là dễ cho những cái chức vụ là đi đi mà kiểm soát người khác lắm nha, đi kiểm soát người khác, đi làm những công việc tức gọi là kiểm tra khó khăn người khác,
có vợ, có con, nhưng cuộc đời của ông là gặp nhiều sóng gió chông gai. Ông sống ở trong cái lửa 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 và địa ngục nhá. Ông không có được an bình, thoải mái, được sung sướng, hạnh phúc đâu. Nhưng mà cuối cùng đời ông không đạt được gì hết, không đạt được cái gì hết trong đời ông đâu nha. Chỉ bị cái kiếp nghiệp làm cho mình phải sống đau khổ, sống sóng gió chông gai. Mặc dù Vũ Tham của Thiên Hình, Hoa Kỳ Phá Toái ở đây là cái người giỏi, nghi giỏi, nhưng mà không có được hưởng phúc, không có được êm đềm, không có được may mắn. Có vợ có con bình thường thôi, nhưng mà không có được hưởng phúc của con cái, vì sinh con ra những đứa con nó sẽ không nghe lời mình, nó sẽ đi đến những cái đường mà mình sẽ cay đắng giận hờn với con cái là như vậy. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài xin hàng là quý vị phần thứ tư, phần chót trong chương trình. Xin kính chào quý vị.